Thì em xin được trình bày một ca khúc của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên, Ngô Thụy bài Miên, hát Dốc Mơ. Dốc Mơ. Đêm đã về trên dốc, gió xuân sao du yên tình mình. Em có về bên đó, dõi mắt trông theo tình bên, mà ngày tháng đâu nào có đợi chờ người yêu dấu đưa em về giấc mơ. Đưa em về bên giấc mơ là đưa anh vào cõi mong chờ. Tóc rất buồn như lá tơ, buồn hờ tình rồi có như mơ. Em mắt cười như ánh sao, bờ môi sao giờ như lá thơ, và anh vẫn là nỗi mong chờ. Dẫu đã ngàn chung cách xa, bên kia trời biển rộng có bao la. Sẽ có ngày ta có nhau thì xin một lần cho lời cuối, giữ cho nhau thương yêu rồi sẽ bên nhau muôn đời. Bravo. Wow. Khi mà Minh Châu, hình như anh nhớ là khi mà anh coi cái the video that you sent in, you wrote your own song, right? That was your own song when you sing. Dạ đúng rồi, bài em tự sáng tác. Hôm nay không biết em có
hát nhạc em tự sáng tác không hay là em hát nhạc của những tác giả khác? Dạ, thì bài thứ nhì thì là sẽ một bài em tự sáng tác. Oh yeah. Em là ở Gainesville, right? Dạ, đúng rồi. Yeah. So hồi cùng quê với Cúc Khang hả? Hồi xưa em đi học đó anh. Oh, dạ, okay. Dạ, nhưng mà học trường kế bên kìa. Oh, ok. Nói cho em chắc em cũng biết cái restaurant chain Taste of Saigon, right? Have you been there long enough? Dạ, không biết. Dạ, em không có nghe. Oh, vậy hả? Ok. Yeah. That's my time, way long time ago. Dạ, đó là anh Khanh cũng học UF hả? À, không, anh học trường, I don't know, what was it, the college next to it. Anh lên đó cái 1 năm 2 năm gì à? Yeah, probably. And then hai người cùng quê nói chuyện. Ở Nghĩa cũng học PhD ở đó phải không Nghĩa? Hồi đó em cũng PhD mà Pizza Hut delivery cả. Đúng rồi. Sau rồi học được 2 năm Pizza Hut delivery cái bỏ trường luôn. Quý vị ở Mỹ, quý vị đi học thì hay làm thêm việc. Nhiều lúc chúng ta hay giỡn là đi deliver pizza. Hay nói, ồ, tôi có PhD. Còn Minh Châu là PhD thiệt. Hàng thiệt. Ok, good luck em. I can't wait to hear your own song. Yeah. Okay. Relax, em cứ hát đi, xong rồi anh sẽ nghe cái tác phẩm này của em và mình sẽ nói chuyện, mình sẽ có cái nhận định nha. Dạ, em không có cần phải nói sơ về. Em có thể nói sơ về. Dạ. Thì bài hát thứ nhì em xin được trình bày là một bài hát do chính em sáng tác. Bài hát này nói về một cái chuyện tình yêu xa của một cặp đôi trẻ, hai người ở hai cái múi giờ khác nhau. Rất là bận bịu, một người thì đi học, một người thì đi làm, nhưng mà hàng ngày vẫn dành cho nhau những cái sự quan tâm. Long distance relationship. Dạ, đúng rồi. Long phải yeah. chuyện của bạn hay chuyện của em? Dạ. Bí mật không được bật mí. Không được. Dạ, thì em sẽ bật mí sau khi trình diễn vậy. Ok rồi. Wow. So wait, cái bài này là acoustic only hay là sao? Có hình như có ban nhạc. Full band. Ok rồi, tại nãy em không có đó. Dạ, bài hát được mang tên là Ngày Bình An. Ok, thank you. So, you need an acoustic guitar, right? Không cần đâu. Oh, okay, okay, right, okay. Của Minh Châu. Và anh cách xa, anh viết cho em bài thơ để xua đi những mong chờ, để nhớ đến những ngày thơ khi em và anh cùng giờ. Làm chi đã ăn cơm hay học đi,
vời vời. Xa xôi anh đâu biết phải sao bây giờ. Anh chỉ biết thương em ơi. Anh chỉ biết thương em ơi. Anh hát cho em bài ca bao nhiêu những thiết tha, tâm tư là lời ca khi em và anh cách xa. Anh viết cho em bài thơ để xua đi những mong chờ, để nhớ đến những ngày thơ khi em và anh cùng giờ. Oh.